tác động gì? Là tác động cho cái mạch máu là đi về ở đây. Thì mọi người nhìn thấy nha, thành ra là mình tác động ở đâu? Mình không bao giờ mình không tác động cái hệ thống động mạch mà mình tác động ở hệ thống tĩnh mạch. Tôi tức là gì? Bây giờ khi mà tôi đẩy cái này lên thì em phải hít vào, con hiểu không? Đây, bây giờ hít sâu vô đó, rồi em thở ra, rồi hít sâu vô, rồi thở ra, rồi hít sâu vô, rồi thở ra, hít sâu vô, rồi thở ra. Em thấy thấy nhẹ nhiều, em phải thở đi nhẹ. Con biết tại sao? Tại vì tôi đẩy máu tĩnh mạch này vô, nó vô xong thì em này hít sâu vào á, thì cái oxy ấy, nó vào, nó biến cái máu tĩnh mạch thành máu động mạch, nó lọc nhanh lắm, thành ra là em cảm thấy dễ chịu. Kiểu tôi nói này, bây giờ chúng ta hiểu vậy, mình thấy là có đơn giản nhưng mà đây là một cái cơ sở khoa học đàng hoàng. Thì mình thấy là đẩy nè, rồi hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, rồi bây giờ hít thở là thấy nghe khá chưa? Em thấy cái nó hít thở mình nó không phải thở. Tại vì khi mình hít cái oxy vô nhiều á, và mình thấy máu tĩnh mạch về nó lưu thông vô, nó lọc liền, nó cho vô, nó biến thành máu đỏ liền, nên nó có những oxy nó đỏ lên. Rồi, vâng, chưa? Ai lại thế? Không, rồi là rồi, cái chỗ hít thở thôi. Rồi, như vậy á, là ở đây á, là con chuột, mình gọi là con chuột. Nhưng mà thực ra đây là cơ nhị đầu. Thì mình thấy cái cơ này nè, là mọi người nhìn này nha. Tôi cọ cái tay, tôi bấm, thấy bấm con chuột không? Nè, thì khi tôi bấm á, thì em này phải hít vào. Hay rồi tôi thả ra, thì thở ra. Bây giờ tôi nói nè, hít vào, thì em hít vào, tôi bấm một cái. Nè, rồi, bây giờ tôi bỏ cái này là cái đầu nha, giờ tôi làm cái giữa nè. Rồi, hít vào, tôi bấm cái. Rồi, rồi, tôi cũng thủ nó lên. Nè, rồi tôi thò cái tay đây cái nữa, rồi hít vào. Thở ra, bây giờ tôi thả ra rồi đó, bây giờ em hít thở, em thấy khác liền nha. Đây, thở ra, rồi, riêng cái tay này, bây giờ chúng ta cũng làm vậy. Bây giờ tôi để bấm gì nha, mọi người đứng dậy dậy nha, không phải dậy thôi nha, không phải dậy câu lục tông. Rồi bấm thẳng vô nè, rồi hít vào, rồi thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Và chúng ta làm bên đây ba lần, bên đây ba lần. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.